Vâng, cũng giống như câu hỏi của một quý vị ban đầu, trong trường hợp gan ấy, là một cái cơ quan nó dễ bị di căn của ung thư đại trực tràng, hay nói là ung thư đại trực tràng ấy, nếu di căn đầu tiên ấy, thì là gan. Trong trường hợp này thì có một nốt chấm nhỏ gan, thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các cái chấm nhỏ đã được bỏ sót hay không phát hiện được do các cái chẩn đoán chúng ta chưa tìm thấy nó vào thời điểm ban đầu. Tuy nhiên cái việc cắt khối u ban đầu cũng là một giải pháp rất tốt để chúng ta đã triệt để cho cắt cả khối u và nạo vét hạch vùng. Với một cái chấm nhỏ gan là như vậy, thì không biết là chúng ta, trường hợp của bạn đã được xem bởi chuyên gia phẫu thuật về gan mật, về tiêu hóa hay chưa, để chúng ta có thể xem xét là có cắt các cái khối di căn này hay không. Trong trường hợp đã điều trị đích được rồi, thì bác sĩ đã lựa chọn một phác đồ khác của điều trị đích. Đây cũng là một cái lựa chọn trong tình huống lâm sàng cho gia đình, cho người bệnh này. Và chúng ta luôn nhớ, đối với điều trị đích đã mang lại một cái hiệu quả, có nghĩa là khối u đã nhỏ đi. Vậy cơ hội để cho phẫu thuật cắt được khối di căn nó lại cao lên. Vì vậy tôi khuyên, thứ nhất là chúng ta nên đến gặp hoặc hội chẩn bởi các bác sĩ phẫu thuật viên mà tiêu hóa hay là về gan mật, sẽ cho một lời khuyên. Trong trường hợp mà chúng ta không cắt được thì chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp khác như là đốt sóng cao tần hay là bằng các cái vi sóng microwave để tiêu diệt cho cái khối vi chất này. Còn hiện tại chúng ta đang điều trị thuốc đích, thì tôi cho rằng là vấn đề dinh dưỡng của người bệnh cũng hết sức quan trọng. Chúng ta ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, bao gồm cân đối, kể cả các cái chất tinh bột, hoa quả, thực phẩm chứa đạm cho sức khỏe tốt. Và quá trình này thì chúng ta thấy là gì, đối với các thức ăn mà chúng ta có thể có cơ địa dị ứng trước đây, hoặc bây giờ dị ứng thì chúng ta nên hạn chế, hoặc tốt nhất là chúng ta tránh nó đi, không điều trị nữa, không sử dụng nữa. Còn với những trường hợp COVID thì rõ ràng là nếu khi bị COVID thì chúng ta có ảnh hưởng đến vấn đề điều trị, bởi vì chúng ta đang phải điều trị COVID thì chúng ta dừng lại. Tuy nhiên bạn không lo, bởi vì với cái COVID hiện nay thì trong thời gian phục hồi của COVID thì kéo dài cũng chỉ đến 10 ngày đến 2 tuần là chúng ta sẽ trở lại và chúng ta sẽ điều trị hóa chất trở lại bình thường. Và 2 tuần đó nó không ảnh hưởng gì đến cái hiệu quả của điều trị trước đây của chúng ta cũng như hiệu quả sau này. Vì vậy yên tâm là điều trị COVID xong sẽ quay trở lại gặp bác sĩ để tiếp tục điều trị hóa chất kết hợp với thuốc đích, hoặc là phẫu thuật viên xem xét có thể cân nhắc cắt cái khối di căn này, hoặc là bằng đốt cái sóng cao tần với tổn thương di căn gan như vậy. Thì tôi cho rằng là đấy là cũng là một cái cơ hội là có thể trợ trong chuyên ngành chúng tôi. Đấy được gọi là cũng là cơ hội chữa khỏi. Bởi vì rõ ràng chúng ta điều trị cắt được cái tổn thương di căn gan này thì người bệnh sẽ không phải chuyển hóa chất nữa, mà chúng ta có thể là yên tâm và sức khỏe tái hòa nhập trở lại cộng đồng và làm việc bình thường được nhiều nhiều năm.